Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại lên thanh lý cho các bác một con máy đeo rất là đẹp nhé quý vị nhé. Con máy đeo đét rất cao, đời rất cao, máy cực kỳ đẹp, siêu đẹp luôn. Con máy rất là đẹp, thiết kế hiện đại, có cả tản nhiệt phi ra phía sau nhé, và đầy đủ các cổng ăn chơi. Anh nghe cổng USB, cổng SD, cổng mạng. Bên này có cổng HDMI, cũng có cổng USB tiếp sạc. Đây cổng sạc đây, và có cả cổng Type C. Ngoài cái tản nhiệt ở phía sau thì em này còn có một cái tản nhiệt ở phía dưới này nữa. Con này nó đẹp long lanh, con này nó đẹp long lanh, cả trên cả dưới đẹp long lanh gần như mới luôn. Siêu đẹp. Đó. Siêu đẹp luôn nha quý vị nhá. Con này cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ em mời quý vị và các bạn xem bên trong của nó nhé. Con này về đây, về thì bên trong của nó cũng đẹp long lanh như mới luôn. Con này cũng đẹp long lanh như mới luôn. Con này thì em đã chạy test khoảng tầm một tuần rồi, không vấn đề gì cả. Trên màn hình thì nó đang có một cái vết ở đây, có cái vết ở đây đấy quý vị nhìn này. Kể cả em đập vào đây luôn, đấy, quý vị nhìn nhá. Dòng này màn hình của IPS, dòng màn hình IPS chống chói, cho nên là nó không giống như cái dòng hình màn hình thủy tinh này. Con này nó bị va chạm hơi mạnh, đâm ra nó có vết đây quý vị này, va chạm hơi mạnh nó có vết đây, nó không vấn đề gì đâu ạ. Đây màn của nó kiểu như dạng như kiểu như là màn đấy, màn là nó gọi màn gì, màn nhựa đấy, đấy kiểu như thế chứ không phải màn thủy tinh ngày xưa. Ngày xưa màn thủy tinh là nó cứng đơ, nó không gõ được nhảy đâu nhá. Màn này nó rất là chắc bền, ở chỗ này do va chạm mạnh cho nên là nó bị cái vết này. Vẫn dùng được, vẫn thao tác các thứ như bình thường. Con này em bán thanh lý nhá, em bán thanh lý cho quý vị. Bình thường những con đây, con này của nó đét rất cao, con này đời rất cao, đời của nó đời năm 2020 các quý vị. Đây này, đây này, đời năm 2020 các nhá. Đấy. Cuối năm 2020, đầu năm 2021. Đấy. Con này đời rất cao. Đấy. Ngoài ra đây, đây con này có cả đây nhá. Cái này có cả đây. Của nó là cái camera của nó là ấy bằng cơ luôn. Đấy. Rất là tiện, ví dụ không thích thì mình có thể che vào nhá quý vị nhá. Đấy. Rất là tiện luôn. Ok. Tất cả nó đều ok hết, chỉ có mỗi một cái màn này là nó bị như thế thôi. Về quý vị nào mà sử dụng, nói chung là mình vẫn sử dụng được như bình thường ở đây, nó vẫn chạy các thứ như bình thường luôn nhá. Đấy, em sẽ test qua cho quý vị. Ok, em đang kết nối với wifi nhá. Thì cái này của nó là nó kết nối thì vẫn là ok, các thứ nó chạy vẫn như bình thường, sử dụng như bình thường rồi quý vị ạ. Về quý vị không thích thì quý vị có thể thay cái màn, còn không thích thì vẫn để lại đây xem vẫn bình thường. Em đấy, vẫn thao tác các thứ như bình thường nhé quý vị nhé. Giờ em sẽ show cái cấu hình lên để quý vị xem nhé, cấu hình rất cao. Đấy, con này xử lý rất là nhanh nhé, xử lý rất nhanh, cấu hình rất cao này. Đây này, đấy, cấu hình của nó nhé là i58365U, đấy, chạy 8 CPU. Lên tới là 1.9Hz này quý vị này, nhanh nha. 8 CPU mà lên tới tận 1.9 nhé quý vị nhá. Không ít đâu. Bình thường con này của nó là lên tới là xấp xỉ gần bằng i7 nhá. i7 thế hệ 8 nó chỉ lên tới 2.0 hoặc 2.1. Đấy, con này i58365 đã 1.9 rồi. Đấy. RAM 8GB này. Con này ổ của nó là ổ SD. Ổ SD 128GB, 128GB nha quý vị nhá. Đây. Vẫn chạy bình thường các kiểu. Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì trái tim vô tình.
Pin của nó là pin trên 3 giờ nha quý vị nhé. Pin trên 3 giờ. Rất tiếc luôn, con này thì rất tiếc luôn. Bình thường những con như thế này thì là em bán nó rơi vào tầm là 5.350.000 quý vị nhé, 5.350.000. Đấy, mà những con đẹp này có thể lên tới 5.500.000. Tuy nhiên là con này em bán thanh lý cho quý vị. Con này em xả ra cho quý vị nhé. Còn có cái gọi là thay tiền màn hình đi, thay tiền màn hình. Mà quý vị dùng màn hình thì dùng màn hình, nó cỡ khoảng tầm 8-900 gì đấy. Thì em bán cho quý vị là còn 4.3 triệu nhé, 4.3 triệu đi, 4.3 triệu. Đấy, quý vị nào mà thôi, em bớt luôn cho quý vị thêm một ít nữa đi. Em bán 3.3 triệu đi nhá. 3.3 triệu luôn đi cho nó ấy đi. 3.3 triệu. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Con này thì em vẫn bao test 7 ngày cho quý vị an tâm luôn nhé. Kể cả quý vị để màn hình này luôn chạy luôn. Đó. Bao test 7 ngày cho quý vị ấy luôn nhé. Vẫn được tặng kèm theo sạc luôn. Đấy, cho chạy này thoải mái luôn này đó. Cho chạy thoải mái luôn nhé. 3.3 triệu, quý vị nào lấy alo cho em nhé. Một con máy cực kỳ đẹp. Đấy, tìm được những con máy đẹp này rất là khó luôn, đẹp long lanh luôn. Quý vị lấy alo cho em nhé. Liên hệ với em qua điện thoại và Zalo 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cái này tất cả hàng về đều nguyên bản quý vị nhé, em không có sửa chữa đấy. Cái ví dụ thay màn hình chẳng hạn, em vác ra em thay màn hình luôn. Nhưng mà thôi, em đấy, quý vị có thể gọi người đến tận nhà thay luôn được. Giá quá là rẻ bèo luôn. Hay gọi em trừ thêm cho quý vị thêm, gọi là trừ luôn 2 triệu đi cả, gọi là để cho quý vị an tâm cái nhá. Quá ok luôn, 3.3 triệu. Đấy, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Vâng, em xin cảm ơn và xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.